Thôi đừng đợi đừng buồn thôi. Có gì đâu mà buồn. Có đi đâu buồn. Đi thôi. Như sao? Có gì đâu buồn, bây chồng đi 2 năm thôi mà. Đi 2 năm làm sao mà chịu được. 2 năm mà chồng về. Còn đang ở quen với chồng rồi, bây giờ chồng đi làm sao mà quen được. Thôi. Có gì đâu mà không. Nếu em đi, trái tim này buồn biết mấy. Dù biết trong lòng còn yêu còn thương lắm đây. Nếu em đi, hãy đi 2 năm rồi mà ngoan nhá, không phải khóc. Không cần cái gì, đi 2 năm rồi mà. Ôi nín, thương nín. Nín, cầm ngay, cầm một. Tôi kiên trổ đây, chia cả mọi người. Mình hiểu với lúc, chào tất cả mọi người nhá. Ok. Đấy, thì anh em ạ, anh em có thể thấy là hôm nay là Kiên mắc khoác trên mình là một bộ quân phục gọi là ai cũng sẽ từng trải, ai cũng sẽ từng đi lính thôi. Thế mà bảo vệ đất nước, tổ quốc gọi tên Kiên, tổ quốc gọi tên. Thì anh em ạ, hôm nay Kiên sẽ làm một cái clip, mình sẽ giả vờ đi lính và để xem phản ứng của người yêu mình như nào anh em ạ. Thì thực ra là cái bộ lính này thì là mình mượn được của đứa em của mình, chứ không phải là của mình nhá anh em nhá. Đây là mình mượn được cả quần áo, giày dép và mũ lón các kiểu đấy. Đủ hết rồi, kiểu này là tin thư mà không. Kiểu này gọi là tin sái cổ luôn anh em. Lón phải là phải tin sái cả cổ này là đấy. Bây giờ là mình sẽ bắt đầu làm gọi điện cho Thư để Thư lên nhà mình và mình sẽ nói chuyện theo một phong cách như của hai đàn ông nói chuyện với nhau và để xem là sẽ đối một như nào. Tôi nghĩ là quả này thì nó sẽ khóc gọi là rớt hết cả nước mắt luôn. Sao ông bảo là chuẩn bị cưới nữa, xong bây giờ người yêu ấy đi lính như thế nữa thì Thư ở nhà mấy ai. Nói chung là tôi bảo là cuối năm cưới mà, nhưng mà tôi sẽ nói là không cưới được và đi lính để xem là phải đừng có nói nhau nữa, để xem là nó có như nào, để xem nó có yêu thương mình thật lòng hay không nữa. Nhưng mà khoan á, thì nữa bạn sẽ trong vai, bạn sẽ ngồi nói chuyện với tôi và bạn sẽ nói kiểu trên trên đi. Bạn sẽ bảo là kiểu nói làm sao mà cho Thư kiểu ý định từ bỏ thì bạn cứ phải nói là bạn ạ, thôi bỏ đi nó đi 2 năm thì chờ đợi làm gì ấy. Bạn tin nó lại vô kích. Bây giờ con gái bây giờ 2 năm không chờ đâu. Ôi, chờ đợi bạn trôn mới biết. Đúng rồi, bây giờ mình phải trôn biết được. Ok, nó biết được. Thường nào cũng biết được. Còn bây giờ là mình sẽ gọi điện cho Thư lên nha anh em nhá, để xem là nói lên nó như thế nào. Alo. Alo. Bạn đang đâu anh? Thì về nhà chồng đi, chồng có chuyện gấp nói chuyện một tí để mai có chồng có việc rồi. Về đi nhá, chồng đi về đây có chuyện gấp đấy. Mai đi lên nhá. Về luôn đi, đi lên. Đừng ba. Thì là mình đã gọi cho Thư thành công rồi anh em nhá. Bây giờ Thư đang về đấy. Thì là bây giờ là mình sẽ bắt đầu là mình sẽ đóng vai nghiêm túc này anh em nhá. A few moments later. Tôi tao chả biết là bây giờ đi nghĩa vụ bây giờ có ai đợi được không? Bây giờ người yêu tao ở nhà hai trông chứ. Thôi mày đừng có mơ mộng kiểu thế, bây giờ con gái khác từ 2 năm bảo đợi đến đâu rồi. Tự nhiên mà quần áo gì này? Chồng Hiệp lên gì anh? Thôi Hiệp bác, Hiệp vào đây cấp quần áo trong kia. Cấp quần áo? Sao lại chị mặc bộ đồ bộ đội làm gì ấy? Vợ chưa biết gì à? Không biết gì đâu. Chồng đang chán quá. Sao đấy? Đang... Sao tự nhiên lại mặc quần áo này đi xong rồi chán cái gì? Mày có chuyện gấp là có chuyện gì đấy? Thế bảo nhìn này mà cũng biết cái gì à mà còn hỏi ấy. Thằng kia nó chuẩn bị đi nghĩa vụ ấy. Quần áo bây giờ nó thu xếp hết rồi. Chứ bảo nhìn cái gì được không? Đây này. Chồng đang về đi bộ đội này. Chồng hôm nọ chồng đi khám là đỗ rồi, hôm nay là người ta phát y phục y, rồi đồ này mấy hôm nữa đi bộ đội là ba hôm nữa chồng đi. Sắp cưới nơi rồi lại còn đi bộ đội. Ui giời, thôi cưới làm gì? Cưới xin bây giờ thì thôi bỏ ra một bên đi. Bây giờ chồng đang phải lo, chồng này đang phải đi bộ đội này. Bây giờ thằng này bây giờ nó năm sau có sắp có bên được. Thế bây giờ tổ quốc gọi tên rồi, bây giờ chồng phải đi thôi, bây giờ tổ quốc gọi tên thì bây giờ mình phải đi. Thế bây giờ biết làm sao bây giờ? Bây giờ đi thôi, đi về vì tổ quốc. Mày đừng có mồm điêu đi. Còn chuyện tình cảm của chồng với vợ thôi để sau, chồng đi thì chồng gọi vợ đến để có vài lời để chồng dặn dò vợ đi. Thì chồng đi 25 ấy thì vợ ở nhà. Đấy, ngoan xong là làm ăn.
xong là đừng cắm cho chồng quả sừng là được. Ai đâu cắm sừng chồng? Ui thật mà chồng nghĩ thôi thế à? Bạn cứ bảo bạn bao lần con gái bây giờ không đợi đâu. Có Hiệp không mà Hiệp nói thế à? Thì Hiệp thấy hầu như là thế, con gái bây giờ bảo 25 đợi. Bây giờ mình ở nhà này thì nói thế thôi, đến lúc mình đi rồi khác ngay. Thế chồng cũng thấy thế nhưng mà không biết là để vợ yêu chồng như nào, nhưng mà chồng thấy nhiều đôi như thế. Tại vì nhiều đôi nhiều không, chồng đang nói vợ thế để vợ biết trước thế thôi. Tại vì nhiều đôi người ta yêu nhau cũng đi nhau 1-2 tháng rồi là cắm cho nhau quả sừng dài như kiểu là trâu ấy, ừ. Xong là về một cái là thấy là cắp xác hai con. Chồng đang nói vợ thế thôi, là nếu mà vợ mình như thế là thôi chồng cũng không thèm vợ nữa. Nói chung là bây giờ chồng chỉ biết là bây giờ dặn vợ ở nhà thôi. Bây giờ chồng bất ngờ chồng đi rồi. Thế bao giờ chồng đi? 3 hôm nữa. Tại vì là tự nhiên là người ta bảo chồng đi khám ấy, xong rồi đỗ. Người ta báo gấp cho mình ấy, mình cũng chưa kịp. Tại vì là người ta thiếu quân số ấy, xong là người ta bắt chồng đi. Thì mà thôi mày đi cũng được cái sao, thanh niên 20 tuổi đầu đi làm sao. Bây giờ vợ con thì để sau đi. Tầm này sao mà để sau được? Thì bây giờ thì bảo bây giờ thằng này nó đi nghĩa vụ là sướng, Hiệp còn không đi, muốn đi không được này. Đi mày đi 2 năm về. Bây giờ Thư nếu mà đợi được thì đợi nó, mà nếu mà không đợi được thì tốt nhất là thôi. Không đợi, đợi được chứ. Bây giờ tao chả biết Thư đợi được không. Đợi được, sao không đợi được? Nhưng mà bây giờ mày có lo lắng như Thư không? Bây giờ tao lo chứ bây giờ tao... Lo thì bây giờ tao ở nhà rồi mình không phải lo chứ. Bây giờ mình cứ chịu khó đi nghĩa vụ đi. Đi 2 năm rồi về rồi lúc đấy cưới như nào cũng được. Mà vợ đợi được không? Nếu mà không đợi được thì thôi. Vợ đợi được không? Nếu mà không đợi được thì thôi. Tại 2 năm hả? Tại 2 năm hả? Sao vợ vừa bảo được? Được chứ, nhưng mà 2 năm thì lâu nhưng mà vẫn đợi được. Bây giờ... Phải đợi chứ. Yêu nhau rồi làm sao mà... Bây giờ yêu nhau bao lâu rồi, bây giờ ngày hôm nay là ngày quá gấp rồi. Đồ nó phải rồi. Lên trên tí nữa chồng phải lên đơn vị rồi, nó phải chạy lên tí rồi. Bây giờ là chỉ có nốt buổi chiều ngày hôm nay thôi, là nó ở nhà thôi. Chà. Tối nay là nó phải lên rồi. Cứ mày cứ đi xong là cứ ví dụ mà ở nhà ốm đau hay gì đấy thì tao có gì đâu. Tao chạy qua tao xem nhá. Chỉ có đi. Bây giờ chả biết phải làm sao bây giờ. Bây giờ bỏ hết cả người yêu lẫn cả công việc đi. Chồng cũng biết làm nào bây giờ đâu. Thôi chồng cứ cố gắng đi xong rồi vợ nhà vợ đợi. Xong rồi vợ xem công việc của chồng có gì vợ giúp lại. Vợ giúp chồng. Thôi Hiệp ở nhà nếu mà người yêu tao mà thiếu thốn gì thì mày chăm hộ tao con người yêu nhá. Thì mày yên tâm. Vợ ở nhà nếu mà... Vợ ở nhà nếu mà... cần Hiệp gì thì gọi Hiệp, chồng chỉ có nó là bạn thân rồi đấy. Bây giờ thì nói chung là mày cũng thì tao cũng coi mày giống kiểu là gia đình, người gia đình rồi. Thì bây giờ người yêu mày cũng giống kiểu người yêu tao đấy, thì mày cứ nói. Cái gì? Thế này người yêu mày giống người yêu tao hả mà? Thì không, ý Hiệp bảo là coi như anh em như kiểu là ấy, kiểu như kiểu là giống như kiểu là... Nhưng mà anh em thôi, sao lại người yêu mày giống người yêu không, tao? Không, ý là nó nói kiểu là... Liền tha, liền thuyền. Thế thôi, nói chung là ý nó nói là kiểu là tình cảm thôi. Tình cảm thôi chứ tình không cảm. Yêu thương gì đâu mà Thư. Trời ơi, Thư hiểu nhầm, Thư cứ tưởng. Thôi, nói chung là vợ nhà và đừng buồn, chồng đi. Đừng buồn làm sao mà đừng buồn được. Thôi, thế kia thôi, bây giờ đi lên trên xã để làm nốt cái thủ tục ấy. Anh em mình đi thôi. Chồng đi một tí, lên đấy xong chồng thôi, xem. Thôi, suy nghĩ lại rồi, không chồng đi vậy đâu. Đi đâu muộn rồi, tí nữa. Chồng quen rồi, sao mà gì được. Sao? Ở nhà thôi. Đi. Không. Chồng phải đi rồi. Mày nhất mày đi bộ đội sướng. Thôi, đợi đừng buồn thôi. Có gì đâu mà buồn. Thôi đi luôn muộn. Đi thôi. Chồng ở nhà thôi. Nhưng sao? Có gì đâu buồn, bây chồng đi 2 năm thôi mà. Đi 2 năm làm sao mà chịu được. 2 năm mà chồng về. Còn đang ở quen với chồng rồi, bây giờ chồng đi làm sao mà cũng quen được. Thôi. Có gì đâu mà không. Chồng đi 25 như giấc ngủ trưa, ngủ 700 giấc vẫn chưa thấy về, có gì đâu. Đi đôi muộn rồi, tới giờ. Hó có gì đâu. Chồng đi đây. Thôi, vợ. Thôi, chồng phải đi lên đây chứ. Đi làm gì, đi ở nhà thôi.
chồng về, chồng phải đi, chồng bảo vệ tổ quốc chứ. Thôi đi thôi, đừng thôi, đi thôi đi. Không mà buồn. Nào. Thôi đi. Sao? Nào xem nào. Ơ như kia rồi. Thôi. Ơ hình như là mình mày không phải đi hay sao ấy. Hình như là có thằng ở trên xóm trên nó thay thế hay sao ấy. À hay nhầm tên. Hình như nhầm tên à? Nào đó. Nguyễn Trung Kiên, rõ ràng thấy Nguyễn Trung Kiên nhưng mà hình như là sinh năm 99 hay sao ấy. Ơ thì 2000. Thế tao mặc quần áo quái. Hả? Ơ phát nhầm à? Phát nhầm. Nhầm à? Hay phát nhầm, máy quay phát nhầm à? Máy quay phát nhầm. Chắc là chờ đang quay, chờ đang quay clip thôi. Gì vậy lại không? Chờ đang quay clip thôi. Ơi. Không không phải gì cả. Không, chúng ta đang quay clip từ lòng vợ mà. Quần áo đây, chúng quần áo cho mượn. Cả nhà cũng cho ăn thư à? Ghê khóc à? Ừ, chứ khóc. Cái dần, cái clip này là cứ tưởng kiên trối đi thật. Nhưng mà buồn không? Nếu mà chồng đi thật buồn không? Chả buồn chứ, người yêu mình đi bộ đội ai chả buồn. Nhưng mà có ai muốn. Nhưng mà chồng đi 25 thôi mà, có gì đâu. Hầm mà. Hai mai chồng đi chồng xin nhá. Chồng đi xin đi bục bộ đội nhá. Điên à? Sao? Hôm nay xin đi. Chồng ngâm mà đi xin đi bộ đội. Đi xin đi bây giờ bảo vệ tổ quốc đi đúng không? Bây giờ bạn thấy là đúng không? Bây giờ người ta phải vì hy sinh đến nước chứ. Không. Không cái gì. Này. Cấm chị đi đâu, chỉ được ở nhà thôi. Chồng đi bộ đội đây. Không. Thôi đi, thôi quên đi. Ơi, buồn không? Sẽ buồn. Ơ anh em ạ, đấy. Thì anh em xem clip của mình đã thấy anh em mình chôn thành công anh em ạ. Thư phải khóc anh em ạ. Đấy, cái clip này là cái clip còn lấy đi giọt nước mắt của Phạm Thư rồi. Ấy giời. Lấy đi giọt nước mắt Phạm Thư. Nước mắt Phạm Thư. Thì bây giờ là mình sẽ tắt clip ở đây nhá. Anh em xem clip của mình mà thấy hay anh em nhớ like, share và chia sẻ của mình video này để giúp mình đạt được 30.000 người đăng ký nhá. Ok, bye bye tất cả các bạn.